cho mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một sản phẩm, đó chính là kẹp bướm đến từ nhà Daily ha mọi người, với mã số là 38562. Hiện tại cái kẹp bướm mình đang cầm trên tay đây với kích thước là 41ml nha mọi người. Trong một hộp giấy như thế này thì chúng ta sẽ có tới 12 cái ha. Với chất liệu là được làm từ thép nạy nóc nhựa nha mọi người, với được phủ một lớp sơn bóng khá là bóng bẩy và cũng bị chảy xước ha, nhìn rất là chắc chắn. Bây giờ mình sẽ kẹp thử cho mọi người cùng coi ha. Với kích thước là 41ml này thì chúng ta có thể kẹp với cái độ dày là 1,5cm nha mọi người. Hiện tại chúng ta đang cầm một sấp giấy khá là dày ha. Thường thì nó sẽ công dụng chính của kẹp bướm thì chúng ta sẽ dùng để kẹp những cái tài liệu rời rạc của chúng ta ha, để cho nó gọn gàng hơn và không tránh bị mất tài liệu ha. Chỉ cần dùng một cái kẹp bướm thôi thì mình có thể đủ để kẹp cho cái này khá là chắc chắn hơn ha. Ngoài ra thì mình cũng có thể đơn độc kẹp nó bằng chiều ngang cũng được. Nếu mà kẹp theo chiều ngang thì chúng ta nên kẹp bằng hai cái ha. Kẹp hai cái thì chúng ta có thể tạo ra một cái kiểu như là giống một cái sổ sọc của mình ha. Ngoài cái công dụng kẹp cái giấy tờ của mình ra thì chúng ta cũng có thể dùng kẹp bướm này để làm được các trang sách ha mọi người. Ví dụ như chúng ta đang ở tới đây rồi, và cũng có thể làm đánh dấu những cái ý chính trang sách đánh hay sao đó. Đây là cái đánh rất là đau nè. Ngoài những cái công dụng chính này ra thì chúng ta cũng có một vài cái mẹo vật trong gia đình đó. Thì ví dụ như chúng ta có thể dùng cái kẹp bướm như thế này để chúng ta kẹp những cái đồ này trong gia đình của mình, hay là ngoài ra thì có thể dùng mấy cái kẹp nhỏ để kẹp những cái dây cáp sạc lưng tay này đó. Nếu chúng ta sợ để ngoài khá là bị bể mình có thể kẹp vào đây mà để treo lên, thế là hai. Còn một cái mẹo vật nữa mình mới được học, đó chính là chúng ta có thể làm dùng để làm chân đế trong phòng cũng được. Mình có thể dùng một cái kẹp lớn như thế này và kẹp lên cái kẹp nhỏ, sau đó chúng ta bỏ cái điện thoại lên, thế là chúng ta đã có một cái chân đế điện thoại, thế là thông minh đúng không? Nếu mọi người quan tâm đến sản phẩm này thì mình có thể nhấn vào phần mô tả ở bên dưới, mình có để một cái link để cho mọi người tham khảo thêm thông tin chi tiết về sản phẩm này nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video clip này. Nếu mọi người cảm thấy hay và muốn ủng hộ cho mình thì hãy đăng ký kênh.